Lý do quay cảnh tấp đầu xe lâu. Xe báo. Xe. Và nhét. Chị em gặp lại là coi như là bao nhiêu cái năng lượng trong người nó dồn như những cái tiểu phẩm như thế này nè. Rồi tên tươi tươi đâu có nhớ Thoại. Rồi tên tươi tươi đâu có nhớ Thoại. Còn lúc quay á không có nhớ Thoại. Em thì rất giỡn hả? Chung tôi nghĩ là Ngọc Thanh Tâm nên viết vai thêm cho cái cặp đôi này. Khoan khoan khoan, cho kính lên nhìn vô camera cho mình viết thêm đi chứ. Khách xuống xíu Khoa ơi, thấy luôn rồi. Rồi. Nên những người mình chúng với... tôi mà cho đến đây đàng hoàng đến Thoại thì chúng tôi sẽ không đêm. Hay. Tại sao vậy anh? Sợ thì tôi cũng không ưa gì chị này lắm. Ủa? Ừ. Ê, chúng tôi có những cái hụt hạt. Cái hụt hạt. Những cái va vấp này nọ trong nghề á. Những cái bận. Cái gì vậy? Những cái lợn cận. Cái gì vậy bạn ơi? Lợn cận trong nghề. Chị em tôi cũng không tiện nói trên sóng truyền thông. Nhưng mà nói chung thì bạn không hô tay đừng có cho tôi với hãy như lắm chung nhau nhiều. Tại vì nó sẽ trở thành những cái tiểu phẩm dài hơn. Những cái phân đoạn đáng có. Có những cái phân đoạn nó chỉ 3 giây thôi. Nhưng tụi tôi làm thành nó 30 phút.